Thưa quý vị, gần tròn 9 năm về trước, nhận thấy tài nguyên đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước đang bị đe dọa nghiêm trọng do sức ép từ cộng đồng dân cư địa phương, do nôn nóng phát triển kinh tế với nhiều tác động ở nhiều cấp độ khác nhau, đánh giá các giá trị to lớn về phát triển kinh tế, phòng hộ môi trường, giá trị bảo tồn và cả tiềm năng du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định 2159 phê duyệt đề án và xác lập khu rừng đặc dụng tại 3 xã ven biển Nam Hưng, Nam Phú và Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, mang tên khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. 9 năm sau, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành thêm một quyết định khác mang số 731. Trong đó, dự kiến thu hẹp diện tích khu rừng đặc dụng chỉ còn hơn 1.300 ha. Và với con số này, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải vốn được đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng trong khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng sẽ bị thu hẹp 90% diện tích. Và hiện tại thì các công tác thu hồi đất phục vụ việc thu hẹp diện tích đang được địa phương triển khai tương đối giao diệt. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. 85 triệu đồng là mức phạt mà ông Phạm Văn Thông ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình phải đóng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành hồi tháng 6 vừa qua. Có hơn chục hộ dân khác cũng được ban hành quyết định xử phạt như ông Thông, áp dụng cùng mức phạt cho cùng hành vi chiếm đất nuôi trồng thủy sản. Theo người dân, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ dân này thực hiện theo mô hình quảng canh kết hợp trồng rừng, được địa phương học hỏi từ mô hình công ước Ramsar và nhân rộng cho bà con địa phương. Hợp đồng thuê đầm có thời hạn từ năm 2001 đến năm 2013. Khi hết hạn, địa phương không tiến hành làm hợp đồng gia hạn cho người dân, nhưng vẫn tổ chức các hội nghị ban kế hoạch thuê đầm hàng năm, vẫn tiến hành thu tiền thuê đầm với mức giá 2,5 triệu đồng một năm. Việc này kéo dài đến năm 2022. Tháng 2 năm 2023, người dân bất ngờ nhận được thông báo thu hồi và quyết định xử phạt được ban hành lại khiến người dân càng bất ngờ hơn. Chúng tôi không đồng tình, không nhất trí cái vấn đề đấy. Thì tôi chả có vi phạm gì cả, tôi vẫn đóng thuế bình thường, thông báo bây giờ rất gấp nên là tôi không đồng tình. Cùng với 12 hộ dân đang có đầm nuôi tại khu vực ngoài đê thuộc khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải bị yêu cầu trả lại đất nuôi trồng thủy sản, 60 hectare đất ngập nước đang triển khai mô hình công ước Ramsar trồng rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản quảng canh cũng được địa phương đơn phương chấm dứt hợp đồng với các cá nhân đang thực hiện. Theo các cá nhân này, họ không đồng thuận với việc Thái Bình tiến hành thu hồi diện tích triển khai mô hình. Thay vào đó, họ mong muốn kêu gọi được thêm vốn đầu tư, được hỗ trợ về kỹ thuật để trồng rừng và phát triển rừng hiệu quả hơn. Mấy năm đầu ấy, thì nói chung là trồng thì là thuê khoán bà con ấy, đắp ụ lên để trồng cây. Thì cứ một năm ấy thì là nó sóng vỗ rồi các thứ này khác là do khí hậu thiên nhiên thì nó cũng có sống, nhưng mà nó sống nó không được bao nhiêu. Thế hàng năm sau lại tiếp tục cứ làm như thế thì là kinh phí nó không còn nữa, là gia đình cũng thôi. Tìm hiểu thêm về công tác phát triển rừng tại địa phương, câu trả lời bất ngờ hơn là trong suốt một thời gian dài, diện tích rừng tại Nam Phú gần như dậm chân tại chỗ. Như vậy, phải chăng với mô hình trồng rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản, công tác phát triển rừng đang được địa phương phó thác hoàn toàn cho người dân? Trong khi đó, người dân lại phải loay hoay với việc thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, dẫn đến rừng trồng xong bị thoái hóa. Hiện nay thì nói chung là rừng của Nam Phú là nó cũng không có những cái khu diện tích rừng như vậy là đông đặc nhiều ấy. Mà diện tích rừng ở đây thì chủ yếu là rừng ở trong đầm và rừng ở như vậy là khu vực ven sông. Cái quy hoạch cho phát triển rừng thì có, nhưng mà cái dư địa đất để mà triển khai thực hiện thì là nó rất hạn chế. Vì những cái lý do là địa hình chia cắt rồi đầm nuôi thủy sản của các hộ dân. Thì cơ bản là giai đoạn 2015 đến nay thì cái việc mà phát triển rừng ở đây là nó rất ít. Đáng chú ý, các diện tích đầm thủy sản khu vực ngoài đê Nam Phú bị thu hồi này chính là diện tích sẽ được sử dụng thực hiện dự án sân gôn, biệt thự nghỉ dưỡng, một phần khu chức năng của khu kinh tế Thái Bình. Giữa những đúng sai về việc thu hẹp diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải còn chưa được làm rõ, việc địa phương giáo diết triển khai thu hồi đất
khiến người dân phải đặt nhiều dấu hỏi. Trong khi nguyện vọng của đa phần người dân vẫn mong muốn giữ được rừng, được địa phương đầu tư cho công tác phát triển rừng tại khu bảo tồn. Tôi cũng không nhất trí với quan điểm mà đánh đổi rừng và biển để phát triển lấy kinh tế nóng. Được biết, rừng ngập mặn là nơi hấp thụ và lưu giữ carbon tốt nhất, là lá chắn trước thiên tai. Khi một cánh rừng được xác lập là rừng đặc dụng hay khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, thì đều có các yêu cầu khắt khe về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thế nhưng, hơn 20 năm qua, hiện trạng những cánh rừng xen lẫn giữa các đầm nuôi trồng thủy sản tại vùng rừng đặc dụng, khu bảo tồn, vùng lõi, khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng không hề được giải quyết. Công tác trồng rừng dậm chân tại chỗ, đặt ra những dấu hỏi lớn về trách nhiệm của địa phương.